thì nó còn tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào cái căn cơ căn tánh của mỗi người khác nhau. Nên là cái người nào mà có cái tánh sân ấy, mà tu tập thiền thì sẽ phải mất một thời gian rất dài để cho cái tánh sân ấy nó lắng xuống. Nhưng mà khi cái tánh sân nó đã lắng xuống rồi, vì đó sẽ tu tiến bộ rất là nhanh. Đó như là cái người nào mà có cái tánh tham nó mạnh ấy, thì cái tánh tham nó không có thô thiển như là cái người có tánh sân, nhưng mà nó lại rất là dai dẳng. Một cái người mà có cái tánh tham, có thể là mình thấy là mình tu tập nó có thể nhanh chóng có được cái kết quả. Ví dụ như người đó có thể nhanh chóng có được đạo tướng, có được cái ánh sáng đấy. Nhưng mà vì đó để mà phát triển được vào đến những cái định rất là mạnh mẽ thì lại phải mất một thời gian rất là dài. Bởi vì điều phục được những cái tâm tham thì lại rất là nông. Tâm tham nó không có dữ dội mạnh mẽ, nhưng nó lại rất là dai dẳng. Vậy nên nó có tùy từng người. Còn cái người nào mà có cái tuệ mạnh thì sẽ tu rất là nhanh nhất. Có thể là đắc cũng nhanh, mà vị đó phát triển được cái định đó cũng rất là nhanh. Còn những người nào mà những người mà thuộc về có tánh si thì sẽ chậm nhất, tu tập cũng sẽ rất là lâu. Thì nó còn tùy theo cái căn tánh, tùy theo cái ba la mật, tùy theo cái cân căn cơ của mỗi người mà có cái sự tiến bộ nhanh chậm khác nhau. Thì sau khi mà tu tập mà thì khi mà có cái tự tướng đấy rồi, vị đó sẽ tu tập phát triển, làm cho nó sung mãn, làm cho nó rực rỡ lên. Thì cái này như ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rằng là với một cái hành giả nào mình tu tập, mình thấy được cái tự tướng đó, mình thấy được cái ánh sáng đấy rồi, thì mình hãy thận trọng giữ gìn nó, giống như là một cái bà chánh cung hoàng hậu bảo vệ cái bào thai của một vị vua chuyển luân thánh vương. Tức là mình hãy trân trọng, hãy quý báu cái định đấy của mình, cái ánh sáng mà mình đã tu tập đấy, nó thành tựu được, mình hãy cố gắng giữ gìn bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp, đừng để nó mất đi. Mình hãy trân trọng và quý báu, mình coi rằng cái tự tướng này mới quý trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Vậy thì mình sẵn sàng từ bỏ tất cả những cái khác mình coi là không quan trọng, coi là tầm thường, và coi cái việc giữ gìn cái định tướng này, phát triển cái định tướng này mới là quan trọng nhất. Vậy mình sẵn sàng từ bỏ cái chú xứ nào không thích hợp, đi đến một chú xứ nào thích hợp để tu tập, để phát triển được cái định này. Còn cái chú xứ nào nó ồn ào, náo động, bị phan duyên, bị chi phối bởi những cái ngoại cảnh, mình cảm thấy có nhiều phiền não, khó tu tập, thì mình nên từ bỏ. Và mình nên đến cái chú xứ nào mà mình cảm thấy thuận duyên, thuận nợ trong cái sự tu tập để phát triển cái định đấy, thì mình phải đến đó thì mới phát triển được. Còn nếu như mình cứ ở cái nơi có nhiều chướng ngại, nhiều sự ồn ào, nhiều cái trách nhiệm phải lo lắng, bận rộn, có nhiều áp lực, nhiều phiền não, thì mình không thể tiến được. Dù mình có thấy ánh sáng rồi đấy, nhưng mà để mà đắc được vào an chỉ định, đắc được sơ thiền thì lại rất là khó. Cho nên là thứ nhất, mình phải đến được một chú xứ thích hợp. Chú xứ đấy thích hợp, nhưng thời tiết nó cũng phải thích hợp. Nơi nào quá nóng, quá lạnh thì đều không phù hợp. Thời tiết nó phải vừa phải thôi, nóng thì cũng có ở trong cái mức độ mình có thể kham nhẫn được. Chứ nóng mà nó nóng quá mức, nó sẽ làm cho mình sinh ra bệnh và làm cho yếu, làm cho mình kiệt quệ sức khỏe, mình cũng không thể công phu thực hành được. Hay trời lạnh cũng vậy, không nên ở cái chỗ chú xứ nào nó quá lạnh, làm cho mình không phù hợp, nó sinh ra những cái bệnh trên thân là mình sẽ bị trì trệ, không phát triển thêm được. Nên là mình nói là chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp. Tức là nếu như mà trong cái lúc mà mình thực hành cái pháp thiền đấy, cái thực phẩm nó cũng rất là quan trọng. Tức là nếu như mà mình được ăn những cái món ăn nó phù hợp với mình, những cái món ăn mà nó phù hợp với sự tiêu hóa của mình, thì mình sẽ phát triển được. Còn nếu như mà mình luôn luôn phải dùng những cái thực phẩm mà mình không thích ăn, khó chịu, không ưa thích, thì nó cũng rất khó phát triển. Vì vậy nên là mình được dùng những cái thực phẩm phù hợp thì mình sẽ tiến bộ nhanh. Còn nếu mà mình dùng cái thực phẩm không phù hợp, hoặc là những cái thực phẩm quá ít dinh dưỡng, mình không đủ sức để công phu tinh tấn thực hành, thì nó cũng không thành tựu được.
Vì vậy cho nên nếu như mình được dùng những cái thực phẩm tốt, có giàu cái chất dưỡng chất thì càng tốt, chứ không có nghĩa là mình lúc đấy mình phải quá là kham khổ. Thì mình phải có ăn nó vừa đủ, ngủ nó cũng vừa đủ, không quá nhiều nhưng mà cũng không được quá ít. Tinh tấn nó phải vừa phải, nhưng nó không được quá nỗ lực mà cũng không được quá giải đãi. Và mình thân cận những người phù hợp thì mới tiến bộ được. Nếu mình không thân cận những người phù hợp sẽ không tiến bộ. Nếu như mà dù mình tu tập đến cái giai đoạn đấy, mình có tự tướng rồi, mình có được cái ánh sáng rồi, nhưng mà mình thường xuyên thân cận với những người quá yêu hoặc quá ghét, mình sẽ không có phát triển được. Nếu như là mình thân cận với những người mà mình quá yêu quý, thì khi mà cái người kia có niềm vui thì mình cũng vui theo. Khi mà cái người đó có một cái nỗi buồn mình cũng buồn theo. Tức là mình luôn luôn có cái tâm trạng nó bị dao động, bị bất an. Hai người luôn luôn nói chuyện với nhau nhiều, quan tâm đến những cái cảm xúc, đến tâm lý của nhau nhiều. Nó có cái tham ái dính mắc ở trong đấy. Cái người đấy mà sống ở cái môi trường mình thân cận với những người quá yêu thân thương, yêu quý như vậy, thì cái người đấy cũng không tiến bộ. Mà mình sống ở cái môi trường mà mình thân cận với những người quá là xung khắc, thường xuyên mà có cái sự đối đầu với nhau, ác ý và hay gây sự với nhau, sân hận, ganh tị, tật đố, khó chịu với nhau, thì cũng không tiến bộ được. Vậy cho nên là mình phải thân cận những cái người có cái tâm xả. Người có tâm xả đó là cái người đấy không nặng tình cảm về yêu thương, cũng không có nặng về sân si tật đố. Thì cái người rất là bình thường như vậy thì mình có thể thân cận những người đó thì mình sẽ tiến bộ. Và đặc biệt là mình phải thân cận những cái người mà có kinh nghiệm về pháp hành, như là thân cận những người mà đã tu chứng đắc các cái pháp thiền, hoặc là mình phải thân cận với những người những bậc thầy, những người có kinh nghiệm tu tập, để mình thường xuyên trao đổi và trình bày hỏi pháp thì mình sẽ tiến bộ nhanh nhất. Thì đó là có những cái yếu tố hỗ trợ như vậy: chú xứ, thời tiết, thực phẩm và con người thích hợp nữa, thì cái sự nó mới có đầy đủ những yếu tố nhân duyên như thế, thì mới từ cái trạng thái mà từ cận hành, từ cái lúc mà mình có được cái ánh sáng, mình có thể đắc được tầng thiền, là nó phải đầy đủ những cái yếu tố như vậy, những cái nhân duyên như vậy.